Chúc mừng sinh nhật mày nha. Tao quay clip này là clip lần thứ ba rồi đó. Tao không biết sao mà tao quay clip mà cái mặt tao nhìn nó kỳ, nhìn nó xạo xạo sao ba. Nhưng mà nói chung là tao cũng chúc mừng sinh nhật mày nha. Sinh nhật vui vẻ, nhận được nhiều quà. À, đi chơi với bạn bè, đi chơi với người yêu. À, vui vẻ nha, đừng có đi một mình. Nói chung là thêm một tuổi mới rồi, thầy lớn. À, năm tới là năm cuối thì cũng chăm học. À, rồi sau này ra trường có việc làm rồi giúp đỡ bạn bè nha. Tao cũng không biết nói gì hết, tại vì thực ra nãy quay clip quá trời tao nói nhiều lắm nhưng mà nhìn nó xạo lắm bé ơi, tại vì đây là lần đầu tiên tao quay clip cho người khác đó, nhất mày nữa đó nha con. Nhìn miệng tao, tao ở ngoài Bắc nhiều quá nên giờ cái miệng tao lúc mà nói miệng mất thì nó kỳ kỳ sao á. Nó công nhận là nó xạo thiệt á, nhưng mà nói chung là mày biết tao không có xạo là được rồi nha. Nhưng mà tao rất là cảm ơn mày, thời gian qua đã giúp tao rất là nhiều. Không có mày tao cũng không biết tao có sống sót nổi qua những thời gian này không. Giờ tao muốn đi học để được gặp mày, gặp bạn bè. Thôi buồn quá, nói chung là sinh nhật mày hôm ngày 22 tháng 8. Tao tao mong là tao up clip lại đúng 12 giờ nếu mà mạng không có gì xảy ra. Còn nếu mà trễ hơn thì nói chung là mày hãy biết là cái clip này ta sẽ ráng up vào lúc 12 giờ là đúng vô ngày sinh nhật mày nha. À, mày đừng có buồn nha. À, nghe giọng tôi kỳ lắm phải không? Mà tại có máy quay chỉ vô nên ta cũng không biết sao mà nhìn mặt ta nó lạ lắm. À, còn không thì có gì mày webcam cho ta cũng được, paper gì đó. Thôi tóm lại là nó nhiều quá, sinh nhật mày vui vẻ nha. À, nó lại nó xàm nó rồi, nói chung là happy birthday. One day.